Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới và chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin hấp dẫn mỗi ngày các bạn nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có muôn vàn điều kỳ lạ hấp dẫn mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện thú vị trong chuyên mục Chuyện lạ quanh ta. Xin mời quý vị cùng đón xem. Bà Tân Vlog bật mí lý do chuyên làm các món siêu khủng, siêu cay. Khi được con trai hỗ trợ trở thành YouTuber, người phụ nữ thân hình nhỏ bé phải một mình lo mấy xào ruộng, có lúc đi xách vữa thuê để chăm lo cho các con. Bà Tân Vlog đang trở thành hiện tượng không chỉ riêng trên mạng xã hội Facebook Việt Nam, mà kênh của bà Tân lọt top 3 kênh có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ, theo thống kê Social Blade, trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới. Bà Tân Vlog có tên thật Nguyễn Thị Tân, 58 tuổi, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bà có hai người con trai, trong đó con trai lớn Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1992, cũng chính là một YouTuber nổi tiếng Hưng Vlog. Chia sẻ về bản thân, bà Tân cho hay, mình là nông dân nên hàng ngày chỉ quanh quẩn với việc đồng áng, chăm gà, chăm lợn. Từ khi được con trai lớn hỗ trợ trở thành YouTuber, người phụ nữ có thân hình nhỏ bé cao 1,1m, nặng 3,2kg, một mình lo mấy xảo ruộng, có lúc đi phụ hồ, xách vữa thuê, chăm lo cho các con. Bật mí lý do lựa chọn là món siêu khủng, siêu cay để quay clip, bà Tân cho rằng ở độ tuổi của bà thì nấu ăn là công việc phù hợp nhất, đồng thời nhẹ nhàng hơn các công việc khác. Hàng ngày bà Tân vẫn nấu cho các con nên bản thân bà không thấy công việc này vất vả. Con trai tôi cũng là một vlog, nhà tôi thường có nhiều bạn bè đến chơi, giao lưu nên tôi mới nghĩ ra làm những món ăn khổng lồ để mời tất cả mọi người cùng thưởng thức, ăn cho no, bà Tân chia sẻ. Nguyên liệu những món siêu cay, siêu khủng bà Tân tự đi chợ mua thức ăn, sơ chế và nấu như bình thường. Chỉ những lúc bận bà Tân mới nhờ các con phụ giúp, tất cả nguyên liệu nấu do bà Tân bỏ tiền ra mua chứ không kêu gọi nhà tài trợ. Bà Tân cho biết, tôi làm vì niềm vui nên cũng không nhận tiền của ai hết. Theo bà Tân, việc quay clip có các con hỗ trợ nên bà chỉ cần nấu những món mình thích, nhưng bà lại gặp khó khăn trong việc chào hỏi. Bà Tân thấy việc xưng hô với mọi người là bà Tân có phần không đúng vì có những độc giả lớn tuổi hơn theo dõi các clip của mình. Qua đây tôi xin gửi lời xin lỗi tới quý vị khán giả và người hâm mộ, nhất là các cô chú ông bà lớn tuổi. Nhưng vì bà Tân Vlog trở thành thương hiệu được mọi người biết đến và yêu thích nên tôi giữ cái tên này, bà Tân nói. Chia sẻ về nguồn thu của kênh bà Tân Vlog, anh Nguyễn Văn Hưng cho hay, kênh được bật chức năng kinh doanh nhưng vẫn phải chờ YouTube phê duyệt nên thực tế kênh chưa mang lại lợi nhuận. Hiện kênh YouTube của hai mẹ con bà Tân đang có một công ty thứ ba đứng ra bảo vệ bản quyền. Phần tiền được trả từ YouTube, anh Hưng trích một phần để đóng thuế và lo cho các công việc liên quan. Bà Tân Vlog lặn lội từ Bắc Giang vào Sài Gòn gặp MC Trấn Thành để làm gì? Là hiện tượng mới nổi cách đây không lâu trên YouTube và mạng xã hội, bà Tân Vlog nhanh chóng trở thành cơn sốt, thu hút giới trẻ với những video thực hiện món ăn khổng lồ của mình. Nội dung không có gì quá đặc sắc, nhưng chính sự chất phát hùng hậu qua lời giới thiệu trong mỗi video đã giúp cho mỗi sản phẩm của bà Tân nhận được hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, chính câu nói, các cháu có thấy bà ngầu không, đầy hóm hỉnh đã trở thành slogan được giới trẻ thuộc nằm lòng. Sau những thành tích trên mạng xã hội, bà Tân bắt đầu được báo chí và dư luận quan tâm với không ít bài phỏng vấn cùng những thông tin xoay quanh cuộc sống vùng quê tại Bắc Giang. Từ một người nông dân làm lũ qua vài video và sự lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, bà Tân Vlog đã trở thành gương mặt quen thuộc ở khắp mọi nơi. Chưa dừng lại ở đó, những video vlog còn đưa bà Tân đến cơ hội góp mặt trong game show truyền hình Người Bí Ẩn tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này mới được MC Trấn Thành tiết lộ trên trang cá nhân khi anh đăng tải một bức hình trong hậu trường cùng với bà Tân Vlog với dòng chú thích ai đây, các fan cảm thực siêu cây khổng lồ vào đây với bà Tân Vlog này. Ngay sau khi đăng tải bức hình nhanh chóng nhận được 43.000 lượt yêu thích cùng gần 1.500 lượt bình luận. Trong số đó đa phần là những comment ủng hộ việc bà Tân lên sóng truyền hình cũng như tò mò về sự xuất hiện của nhân vật này ra sao. Bên cạnh đó, phần bình luận của một người dùng nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Người này tự nhận đã xem game show có bà Tân Vlog tham gia và tiết lộ MC Trấn Thành đã nói một câu khiến nhân vật này rất buồn. Tuy nhiên, khi được hỏi câu nói đó là gì thì người này không trả lời. Vừa được YouTube mở kiếm tiền, vừa trở thành người mẫu quảng cáo, bà Tân sắp trở thành người nổi tiếng. Mới đây, bà Tân Vlog bất ngờ xuất hiện tại một cửa hàng trà sữa và thực hiện bình trà trái cây khổng lồ. Có nguồn thu từ việc làm quảng cáo cho các thương hiệu, có thu nhập từ YouTube, đây quả thực là tin vui đối với bà Tân Vlog. Có thể nói trong thời gian qua, bà Tân Vlog thực sự trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Không chỉ biết đến là người phụ nữ hiền lành chất phác, bà còn gây bất ngờ cho nhiều người khi kênh YouTube của mình thu hút đến hơn 1,9 triệu lượt người đăng ký và vô số các clip triệu lượt xem. Không chỉ vậy, bà Tân được mời đến giao lưu tại nhiều cơ quan báo chí, thậm chí lên cả sóng truyền hình quốc gia. Bà Tân còn được mời tới rất nhiều cửa hàng để trổ tài, làm những món ăn siêu to, siêu khổng lồ. Mới đây thì bà Tân Vlog xuất hiện ở Hà Nội theo lời mời của một thương hiệu trà sữa. Tại đây thì bà được bảo vệ nghiêm ngặt với dàn vệ sĩ và trong sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ. Đúng như lời hứa, bà thực hiện một bình trà hoa quả rất to mời tất cả những người tham dự sự kiện thưởng thức. Trước đó thì bà Tân cũng xuất hiện tại một cửa hàng và trổ tài là một nồi lẩu khổng lồ. Nhiều người đưa ra bình luận rằng có lẽ với sự nổi tiếng của mình, tên tuổi của bà Tân hiện trở thành mục tiêu khá hấp dẫn cho các thương hiệu trên thị trường. Thậm chí có người cho rằng không phải hai mà sắp tới, nếu duy trì sức nóng của mình như hiện tại, có lẽ bà Tân có xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo khác nhau của nhiều thương hiệu. Đa dạng nguồn thu. Vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019, kênh Bà Tân Vlog được YouTube chính thức bật tính năng kiếm tiền và hợp tác quảng cáo. Thông thường, các kênh khi đạt đủ điều kiện hợp tác sẽ trải qua khâu kiểm duyệt thủ công và cuối cùng là chốt duyệt. Khoảng thời gian xét duyệt này trung bình khoảng 1 tháng, có khi lâu hơn. Với kênh của bà Tân, thời điểm này được bật tính năng kiếm tiền cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau khi có thông tin kênh bà Tân được bật tính năng kiếm tiền, nhiều người không khỏi tò mò bà kiếm được bao nhiêu tiền từ kênh. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực này, tính nôm na một video triệu view của bà Tân kiếm được khoảng 11 triệu đồng từ CPM và 34 triệu đồng từ CPC. Trong đó CPM là giá tiền trả cho mỗi 1.000 view dài hơn 30 giây cho quảng cáo gắn trên video, thường được áp dụng cho loại quảng cáo hiện lên ngay đầu video. CPC là hình thức phổ biến và lâu đời hơn, tính lợi nhuận theo mỗi lần người xem bị hấp dẫn để click vào quảng cáo tới trang gốc giới thiệu sản phẩm. Cũng cần nói thêm, số tiền kiếm được phụ thuộc vào số lượng video trên kênh và lượt xem của mỗi video phải đảm bảo yêu cầu của YouTube đưa ra. Theo các chuyên gia, nếu như mỗi ngày kênh của bà ra một clip, các clip đạt 2 triệu view trở lên, một tháng bà có thể kiếm từ 250 đến 390 triệu đồng là chuyện bình thường. Tuy nhiên đây chỉ là con số mang tính chất phỏng đoán, bởi thực tế bà Tân và gia đình thu về bao nhiêu tiền từ kênh của mình thì chỉ có người trong cuộc rõ nhất. Tuy vậy, một người phụ nữ quen với việc đồng ruộng suốt bao năm nay, từng còng lưng nuôi chồng ung thư, gồng lưng trả nợ, thì việc được nổi tiếng kiếm tiền từ YouTube hay làm quảng cáo cho thương hiệu quả thực là trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Hiện nay việc nhà nhà người người làm YouTuber không còn chuyện xa lạ, trong đó có người chủ yếu kiếm tiền từ YouTube, có người tận dụng sức ảnh hưởng của mình, hỗ trợ việc kinh doanh, có người làm đại diện thương hiệu, quảng cáo cho các nhãn hàng. Kiếm tiền từ YouTube không dễ, câu trả lời, dễ cũng rất dễ, nhưng khó thì rất khó. Cũng mong rằng những nhà sáng tạo nội dung chân chính trên YouTube sẽ càng ngày càng có nhiều ý tưởng hay, lành mạnh và có thu nhập tốt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.